Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Mark One. Và trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến phần hướng dẫn sử dụng MacBook chi tiết nhất dành cho người mới bắt đầu, phần thứ 2. Intro. Mark One, số 1 về Mac. Và phần đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là tùy chọn, tùy biến những phím tắt của chúng ta. Mình là một người sử dụng MacBook, mình rất hay sử dụng phím tắt. Ví dụ như đây mình đang có ở màn hình là Safari, mình muốn ẩn nó xuống thì mình hay sử dụng phím tắt là Command cộng với nút H để chúng ta có thể ẩn phím tắt được. Nhưng mà những cái phím tắt này này thì các bạn có thể tùy ý, tùy chỉnh nó được. Thì các bạn sẽ vào phần quả táo trên này và phần tùy chọn hệ thống giúp mình. Chúng ta sẽ vào phần bàn phím và chúng ta sẽ vào phần phím tắt. Thì khi mà mình nói qua một chút nhé, khi mà các bạn sử dụng phím tắt đấy, cái tốc độ làm việc của các bạn, như cái workflow của các bạn khi các bạn đã quen với những phím tắt này rồi thì chúng ta làm việc sẽ rất là nhanh hơn rất là nhiều, cảm giác sử dụng máy cũng rất là tiện hơn. Và những cái phím tắt và trong cái phần phím tắt này thì chúng ta sẽ có một loạt những cái phần như là Launchpad and Dock, Mission Control, bàn phím, ảnh chụp màn hình. Ở đây ngoài cái chúng ta có thể thay đổi được phím tắt ra thì chúng ta cũng có thể xem được luôn là cái phím tắt nào đang được hoạt động, phím tắt nào đang không được hoạt động. Và các bạn có thể tùy thay đổi được. Và ở đây thì có rất nhiều option nên là mình cũng sẽ chỉ nói đến một số những option mà các bạn hay sử dụng thôi. Cái option đầu tiên ấy, đó là cái phím tắt đầu tiên ấy, đó là phím tắt bật tắt ẩn dock. Đây là một cái phím tắt mình rất hay sử dụng để mình dùng. Và với cái key mặc định của nó ấy, đó là Command Option D để chúng ta có thể thay đổi ẩn cái dock này này. Như vậy thì cái phím tắt này mình cảm thấy nó đang không được thuận tay thì các bạn có thể double click vào đây và sửa theo cái key mà các bạn cảm thấy phù hợp nhất, cảm thấy dễ dùng nhất. Thì mình sửa thành Command cộng với nút gạch ở trên này. Nút gạch trên này là nút trên nút Return, là nó sẽ nằm trên nút Return. Và đối với mình, đây là cái cách mà mình cảm thấy thuận tiện nhất. Và ở phần hiển thị Launchpad này, ở đây đang có dấu tích. Dấu tích ở đây thì nó không dấu tích. Không có dấu tích ở đây nghĩa là cái phím tắt hiển thị Launchpad này đang không được hoạt động. Để mà muốn khởi động lên thì các bạn ấn dấu tích ở trên này và chúng ta sẽ fill một cái key vào, một cái key nào đó các bạn tự set. Nhưng mà mình set một cái key ở đây, hiển thị Launchpad, thì ở đây chúng ta sẽ có thể hiển thị được Launchpad ra như thế này. Đối với những chiếc MacBook, đối với những người dùng một MacBook như chúng ta ấy, các bạn có thể vuốt 5 ngón tay vào trong cái phần touchpad này để tạo ra để chúng ta có thể truy cập Launchpad được. Mà đối với những người dùng như mình dùng Mac Pro mình chẳng hạn thì mình sẽ không có phần touchpad này, nhưng mà mình sẽ cần phải gài những cái hotkey vào đây để mình có thể sử dụng. Thì đây là hai ở trong phần Launchpad and Dock, đây là hai cái phần mà mình sử dụng nhiều nhất. Tiếp đến là sang phần Mission Control. Ở phần Mission Control thì ở đây chúng ta sẽ có phím Start là Control cộng nút lên. Thực ra là nếu mà các bạn sử dụng MacBook ấy thì phần Mission Control này nó cũng sẽ tương đương với việc là vuốt 3 ngón tay lên trên là chúng ta sẽ mở được Mission Control rồi. Các bạn có thể tùy ý thay đổi phím tắt ở đây. Ở những cái phím tắt này thì mình chỉ quan trọng nhất là cái phần ghi chú nhanh, là các bạn ấn nút Fn cộng với Q là các bạn có thể tạo ra một ghi chú rất là nhanh rồi. Bất kể bạn đang ở bất cứ một tab nào, bạn có thể tạo ra một cái ghi chú nhanh như thế này. Và hotkey tiếp theo của chúng ta sẽ là hotkey lưu ảnh màn hình. Ở trong phần ảnh chụp màn hình đây thì mình thấy những cái phím mặc định của Apple cũng đã rất là ok rồi. Chúng ta sẽ sử dụng là Command Shift cộng 3 là chúng ta sẽ chụp toàn màn hình. Chụp toàn màn hình như vậy thì khi mà ra ảnh thì các bạn ấn vào phần desktop giúp mình. Như vậy là chúng ta có ảnh chụp toàn màn hình rồi. Có một cái điểm nữa đó là mình hay sử dụng hơn, đó là sao chép ảnh màn hình vào bản nhớ tạm. Thì chúng ta sẽ sử dụng Command Shift cộng nút Control cộng số 3. Sau khi các bạn đã sao chép ảnh màn hình vào bộ nhớ tạm rồi, các bạn có thể paste nó ra bất cứ nơi nào mà có phần text như thế này. Ví dụ mình có thể paste ra Control V, mình có thể Command V paste nó vào phần note như thế này cũng được. Hoặc ví dụ các bạn đang trong nhắn tin Messenger với bạn bè chẳng hạn, các bạn muốn chụp ảnh màn hình của bạn và paste sang cho bạn bè. Ở phía dưới nữa chúng ta sẽ có Command Shift 4. Command Shift 4 thì là phần này giống như Command Shift 3 nhưng mà khác một chỗ là các bạn sẽ lựa chọn được khu vực chụp ảnh màn hình. Như thế này thì chúng ta sẽ tiện hơn vì các bạn nhiều khi không muốn chụp full màn hình của các bạn mà các bạn chỉ muốn chụp một góc của màn hình các bạn thôi. Các bạn có thể Command Control Shift 4. Mình thấy phím tắt này có vẻ là hơi phức tạp nên là các bạn có thể sửa lại phù hợp với cá nhân hóa của các bạn. Và khi mà lưu về bộ nhớ tạm thì cũng tương tự như là với Command Shift 3 thôi.
các bạn có thể paste cái phần mà các bạn lựa chọn ra đây. Và một phần chụp ảnh nữa ở trong phần phím tắt của chúng ta không hiển thị, đó là phần chụp ảnh thành phần. Thì với cái câu lệnh là Command Shift cộng số 4 cộng nút cách thì chúng ta có thể chụp ảnh thành phần của từng phần ở trong chiếc máy tính của chúng ta. Dù mình có thể chụp thanh đốc này ở đây, mình chụp ảnh xong các bạn có thể vào phần các bạn có thể ra ngoài màn hình chính để chúng ta có thể xem ảnh. Nên như các bạn có thể thấy ở đây là với chụp ảnh thành phần thì chúng ta chỉ chụp ảnh mỗi cái phần mà chúng ta chụp thôi. Mình chụp thanh đốc ở đây là tất cả mọi thứ đều trắng trơn và chỉ hiện ra mỗi thanh đốc ở đây thôi. Trông rất là thú vị phải không nào? Và tiếp đến là phần dịch vụ. Ở trong phần dịch vụ này thì các bạn mà sử dụng lập trình hay là hay sử dụng terminal thì chúng ta sẽ sử dụng đến phần này rất là nhiều. Như ở đây các bạn có thể kéo đến. Đối với những bạn nào làm lập trình hay những bạn mà hay sử dụng những cái bộ công cụ liên quan đến terminal Xcode ấy, ở trong này cũng sẽ có rất là nhiều, có hẳn một phím tắt để chúng ta khởi động luôn cái Xcode cơ. Và phần này thì các bạn có thể tự mình tìm hiểu đây. Phần mình cũng rất là thích đó phần Spotlight. Với phím tắt mặc định của Spotlight, chúng ta ấn Command cũng cách, chúng ta có thể triệu hồi luôn được thanh tìm kiếm Spotlight. Chúng ta để gõ những cái ứng dụng hay là những cái từ khóa mà chúng ta tìm ngay trên Spotlight để chúng ta tìm kiếm luôn. Và phần hiển thị cửa sổ tìm kiếm của Finder, với cách này chúng ta có thể hiển thị cửa sổ Finder rất là nhanh với phím tắt là Command Option cộng nút cách. Chúng ta có thể mở nguyên ra màn hình Finder thay vì chúng ta di chuột vào xuống dưới nút Finder và chúng ta mở ra. Đó, nhanh hơn rất là nhiều. Ok, và một số phím tắt khác mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là phím Command cộng Control cộng Q để chúng ta có thể log out ra khỏi chiếc máy của chúng ta để ra màn hình đăng nhập mật khẩu. Một phím tắt nữa đó là phím tắt Command Control cộng F để chúng ta có thể thu phóng hiển thị một nội dung full màn hình để các bạn có thể có nhiều không gian để sử dụng hơn. Và một phím tắt nữa là Command cộng H để chúng ta có thể ẩn được cái ứng dụng chúng ta đang sử dụng đi. Và để triệu hồi nó lên thì chúng ta sử dụng Command cộng Tab và quay trở lại ứng dụng đó, là chúng ta có thể ẩn và triệu hồi nó đi lên được rồi. Ẩn nó đi và triệu hồi nó lên được rồi. Như vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn về các phần phím tắt cũng như các bạn có thể tùy chỉnh để sao cho cá nhân hóa phù hợp nhất với cái cách các bạn sử dụng những chiếc máy của chúng ta. Với những phím tắt khi các bạn đã quen thuộc rồi thì chúng ta có thể sử dụng chiếc máy Mac của chúng ta nhanh và mượt mà hơn rất là nhiều. Ok, và sau đây mình sẽ chia sẻ một số mẹo nhỏ để chúng ta có giao diện của máy đẹp hơn cũng như có thể giải quyết được một số vấn đề khi mà chúng ta sử dụng máy. Vấn đề đầu tiên đó ấy, đối với một số bạn sử dụng chiếc Mac cũ không có nhu cầu cập nhật lên phiên bản mới hơn thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn tắt cái thông báo update đi, bởi vì thông báo update mỗi lần hiện lên nó rất là phiền, nó sẽ nằm ở góc bên này. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn đó, đầu tiên các bạn sẽ vào giúp mình phần terminal, các bạn sử dụng phím tắt là Command cộng cách để hiện lên Spotlight, và các bạn gõ terminal giúp mình và các bạn nhập hai câu lệnh mình để ở trên màn hình đây vào trong phần terminal. Các bạn nhập từng câu lệnh một và các bạn ấn enter. Như vậy là các bạn đã có thể chặn được cái hiện thông báo update lên rồi. Phần tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là về phần giao diện trông cho đẹp mắt hơn đi, đó là phần hiển thị tên lên trên menu bar. Như các bạn có thấy ở đây, đây là tên của cái phần user của máy mình đã có thể hiện lên ở trên này. Thì làm thế nào để hiện ở trên này thì các bạn vào giúp mình phần người dùng và nhóm, tiếng Anh sẽ là User and Group. Bạn vào đây, các bạn ấn vào ô mở khóa này, các bạn nhập mật khẩu vào để chúng ta mở khóa chiếc máy của chúng ta. Các bạn ấn vào phần tùy chọn đăng nhập và ở phần hiển thị chuyển đổi nhanh người dùng bằng, ở đây thì các bạn có thể để họ tên này, Mac One Demo này, các bạn để tên là tên tài khoản và các bạn để vào đề biểu tượng chẳng hạn. Đó, như thế này thì các bạn để là tên tài khoản hoặc là họ và tên thì chúng ta cũng sẽ có thể hiện tên của chúng ta ở trên này đây. Một phần tiếp đến mình muốn giới thiệu đó là phần thêm chữ ký ở trên màn hình lock screen. Bây giờ mình sẽ thử đăng xuất máy của mình ra nhé. Vào phần đăng nhập thì các bạn thấy ở dưới này mình đang để một chữ là Lucky Man. Thì làm sao mình tạo được chữ như này thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Các bạn vào giúp mình phần bảo mật và quyền riêng tư. Các bạn chọn vào ô cài đặt chung và chúng ta sẽ bấm mở khóa ở đây. Sau đó các bạn vào giúp mình phần đặt thông báo khóa. Ở trong phần này thì các bạn có thể tùy chọn được cái thông báo khóa của bạn. Nên mình đặt là chữ ký trước khi mở màn hình khóa đó. Mau ăn, vô địch.
Ok, như vậy là xong rồi. Khi các bạn khóa màn hình máy lại thì ở ngoài này chúng ta sẽ có một cái gọi là chữ ký hay là cái tin nhắn ở màn hình khóa. Và một phần rất hay nữa mình nghĩ sẽ có nhiều bạn quan tâm, đó là hiển thị password mà các wifi các bạn từng truy cập. Thì làm thế nào để chúng ta có thể hiển thị được? Thì các bạn vào phần terminal giúp mình, các bạn ấn chữ key trên, tiếng Việt sẽ là truy cập chuỗi khóa. Các bạn ấn vào đây. Ở trong này chúng ta sẽ có hiển thị đầy đủ tất cả những cái mật khẩu mà của các trang web mà các bạn từng đăng nhập. Các bạn kéo xuống dưới tìm cho mình những cái mật khẩu wifi ở đây. Ở dưới này sẽ mật khẩu wifi, mật khẩu wifi của MacOne. Các bạn double click vào. Và ở trong phần này các bạn ấn hiển thị mật khẩu. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu trên máy vào. Ok, mật khẩu wifi của MacOne là macone.vn. Như vậy là với những cái wifi mà các bạn từng truy cập nhưng mà các bạn quên mất là mật khẩu của nó là gì để các bạn muốn chia sẻ cho người khác, thì đây là một cách để giúp các bạn có thể nhớ lại được mật khẩu wifi mà chúng ta đã từng truy cập. Và video của mình dừng ở đây thôi vì như vậy cũng là tương đối dài rồi. Với phần tùy chỉnh các phím tắt cũng như một số mẹo vặt thiết thực khi chúng ta sử dụng máy thì xem xong video các bạn cũng sẽ mất tương đối thời gian để chúng ta mới có thể là quen được. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của MacOne nhé. Và đừng quên ấn nút chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất về những video chúng mình ra trong thời gian sắp tới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của series này. Và xin chào, hẹn gặp lại.